Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ trang phục đá tím. Đó chính là bộ trang phục của Võ Tắc Thiên. Và mình tin chắc là bộ trang phục này, kể cả mình chơi đi chơi lại nhiều lần, các bạn vẫn có một cái sự thích thú đối với bộ trang phục này. Bởi vì bản thân mình cũng vậy, bộ trang phục này cực kỳ là đẹp về hiệu ứng cũng như về bộ trang phục. Các bạn có thể nhìn thấy bộ trang phục này không? Cái tà áo khi mà các bạn đi là nó cũng sẽ lướt 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 theo nha, nhìn rất là mượt luôn, và mình cảm giác chơi nó sẽ không có một cái độ khựng nhất định đâu. Hiện tại thì bạn nào muốn sở hữu những cái bộ trang phục nằm trong đá tím như thế này thì các bạn cũng có thể liên hệ với Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh sẽ trực tiếp bán đá quý cho các bạn nha, các bạn không cần phải quay. Đá quý thì như nó cũng rơi vào, nếu mà nhớ không nhầm thì nó cũng chỉ khoảng 3 triệu rưỡi hay là 4 triệu một viên gì đấy, là các bạn mua thẳng là sẽ được một bộ trang phục như thế này. Các bạn sẽ không phải rơi vào cái trường hợp nó hên xui, nó rơi vào khoảng từ 0 cho đến 7 triệu. Nếu các bạn nào hên thì số tiền các bạn bỏ ra để sở hữu được đá thì nó khá là rẻ, nhưng mà nếu mà các bạn đen thì các bạn sẽ phải mất tầm khoảng 7 triệu đấy nha. Và thật sự thì khi mà mình test bất cứ một cái trang phục nào thì mình đều bị tranh lan nha. Không hai mid thì 2 AD, không hai AD thì 2 rừng. Đấy, và đây là cái màn hiệu ứng biến về của Võ Tắc Thiên cực kỳ là đẹp. Nhưng cái con phượng mà bay lên trên cái cây tùng ấy thì là không phải đâu nha. Cái cây tùng ấy, cái con phượng bay lên đấy, đấy là cái hiệu ứng biến về mà bạn ấy mua. Đấy, thì cái hiệu ứng ấy cũng khá là đẹp. Nói chung là ở cái tựa game này thì hiệu ứng thì khỏi phải bàn đi anh em. Không phải ngẫu nhiên mà bộ trang phục, những cái bộ trang phục như này giá lại đắt đỏ như thế. Mình vừa rồi sử dụng pha ulti nhưng con tất nhiên là cái con nguyên ca máu của nó vẫn khá là nhiều, với cả tầm này của mình sát thương cũng không được nhiều, đã được xuống đây hỗ trợ nha. Đây con này mặc tử chắc chắn là chết, một mạng dành cho mình đấy. Ủa còn nguyên ca anh em đâu rồi, trời chơi nó luôn. Ui vãi, cái gì vừa xảy ra vậy anh em? Động đất à? Không phải, đây là Tô Liệt đang ulti. Vâng, một pha ulti tốc biến bình thiên hạ luôn, chỉ cần một dậm thôi bốn mạng đã phải nằm, anh em có thể thấy đây bốn mạng đang nằm ở đây. Và vì sao mà sát thương của Tô Liệt nó lại nhiều như thế? Bởi vì khi mà các bạn phải chịu sát thương từ cái dậm ulti của con Tô Liệt thì khi mà các bạn bị hất tung ấy thì các bạn đã chịu một lần sát thương rồi, và khi các bạn rơi xuống các bạn sẽ phải chịu thêm một lần sát thương nữa. Còn nếu mà các bạn đứng gần nhau thì các bạn lại phải chịu một cái sát thương nổ ra lan ra cơ đấy, cực kỳ là nhiều. Đấy là vì sao cái pha ulti của Tô Liệt vừa rồi không thể nào hoàn hảo hơn, cực kỳ. Ở đây Tô Liệt hiện đang rất là xanh này, với một pha ăn bốn mạng và bây giờ thêm một mạng nữa, 5-0 ạ. Một vị SB mới phút thứ tư thôi mà 5 mạng, có nghĩa là ăn mạng vượt thời gian rồi anh em ạ, không thể ngờ được luôn. Nhưng mà phải thực sự phải nói cái pha ulti vừa đấy của Tô Liệt chắc chắn là phải cho sách giáo khoa mới được. Đúng thời cơ, bốn người đứng cùng một lúc và thể hiện được hết sức mạnh của một ulti của con Tô Liệt. Nhưng lần này thì ai sẽ cứu đây? Lần này thì ai sẽ là người cứu Tô Liệt đây? Sắt đao rồi như mình, khá tiền đấy anh em ơi. Với cái mạng sắt đao này thì mình sẽ không bị thọt cấp so với đồng đội nữa. Các bạn là mình hai người đi mid anh em ạ, cho nên là kinh nghiệm với cả vàng nó bị chia lúc đầu khá là nhiều. Và bây giờ thì con mễ lai đã bỏ rồi và mình sẽ thoải mái farm ở khu vực đường giữa này. Nhưng mà cũng khá là nguy hiểm nha, bởi vì con Võ Tắc Thiên này nó không có chiêu chạy, được mỗi cái chiêu 2 có thể bảo kê bản thân tốt thôi. Chiêu 2 khi mà các bạn sử dụng chuẩn thì các bạn có thể đẩy đối phương ra và đồng thời các bạn sẽ có tốc chạy nhất định nha. Lúc đầu thì ulti của con Võ Tắc Thiên này nó hơi lâu, nó phải rơi vào tầm 6 mấy 70 giây cơ. Các bạn chơi Võ Tắc Thiên các bạn có thể lên giảm hồi chiêu hoặc không lên cũng được, bởi vì về cuối game các bạn chiêu thức của con này hồi khá là nhanh rồi. Các bạn có thể hầu như là chỉ cách 1-2 giây các bạn sử dụng chiêu 1 với chiêu 2 liên tục, bởi vì con Võ Tắc Thiên này nó còn có chiêu cường hóa nữa mà. Chiêu cường hóa của con này thì lại không mất mana cơ. Đấy, nó lợi thế ở cái điểm đấy. Ta còn 3 giây nữa nha. 3 giây nữa thì liệu một ulti của mình có bình thiên hạ được không nhỉ? Nhưng mà tất nhiên thì nó cũng không thể hay bằng pha ulti của Tô Liệt vừa nãy rồi. À đây 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 đây. Chờ tí nhá, chờ tí, chưa, đây chưa phải là thời. Hiện tại thì Arthur cũng không gặp nguy hiểm. Mình cần phải biết chính xác vị trí của team địch cơ.
Đấy, ui, ba ông kiểu bốn ông tốc 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 biến là thượng sách rồi. Lần này thì tô liệt không còn được may mắn như vừa nãy nữa. Tìm đâu rồi? Đúng rồi, xuống hỗ trợ đấy. Mình chắc chắn không ăn tô liệt rồi, nhưng mà chắc chắn là con kia sẽ ăn được Marco Polo. Ô à đây, mình tưởng hồi đấy không ăn được cơ. Ảo thật, rõ ràng Marco Polo chặn đầu mà pha đấy lại để cho tô liệt chạy được vào trong trụ. Đùa chứ làm gì còn ai đâu ra mà đẩy lính đi cho nó nhanh nào, có lấp 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 khó chịu. Đây, hôm qua mình vừa bảo là cái chiêu của con Arthur, à của con Mạc Tử khi mà dùng chiêu 2 nó tạo ra bài khiên nhìn giống con Arthur thực sự. Mà về đánh giá thì cái bộ trang phục đấy mình thấy nó không được đẹp cho lắm. Nói chung là hiệu ứng nó rõ nét thôi chứ không được đẹp. Ok. Đâu chỉ cần dịch chuyển cho mình cũng liếm được một mạng. Quá tuyệt vời. Nói chung thì bây giờ cái trình khả năng KS của mình nó cũng giảm rồi đã. Úi rồi, đau, nó cũng giảm đi đáng kể rồi. Mình không còn mắt không còn tinh được như xưa nữa. Người ta gọi cái tình trạng đấy là tình trạng già đi anh em ạ. Võ Tắc Thiên thì mình cũng khá là thích chơi nhưng mà mình không có tiền để quay em ạ. Bây giờ quay miễn phí thì lâu lắm, bây giờ quay miễn phí mình mới được có 100 lần thôi, mà quay miễn phí mà để gọi là cái giá mắc vinh để ra cái vị tướng này là 361 cơ. Ui, cái kính này múa kinh vậy. Đấy, 361 thì đâu phải là ai cũng có thể sở hữu được đâu các bạn. Cực kỳ là mất mất cực kỳ nhiều luôn đấy. À, chưa kể đây cả Võ Thức Thiên cả trang phục. Ừ, bây giờ mình quên đi cả Võ Thức Thiên cả trang phục. Nếu mà các bạn đen nhất thì các bạn phải mất tầm 13 củ để có thể sở hữu được cả tướng và trang phục này. À, đấy là đen nhất nha. Bây giờ thì đến lượt mình bình thiên hạ rồi anh em. Một Varuti và chúng ba người nha. Chúng ba người, ui, ăn được tận hai mạng cơ à, pha đấy, ừ thì cũng đúng bởi vì pha đấy có mấy con bị yếu máu rồi mà. Đấy, chỉ với một việc pha ulti đã KS được hai mạng. Đây là một cái điểm lợi thế của Võ Đắc Thiên. Có thể hỗ trợ cho team từ xa cực kỳ là tốt. Đây anh em, tầm này anh em nhìn chiêu của mình nhá. Đấy, chiêu 1 là 2 giây. Chiêu 2 dùng xong còn 4 giây, xong lại tiếp tục dùng cường hóa, xong dùng cường hóa xong thì chiêu 1 lại hồi. Đấy, chiêu cứ liên tục thôi. Đấy, này, đấy chiêu 2 lại hồi xong lại đến chiêu 1. Đấy. Anh em thấy không? Chiêu dùng gần như là liên tục luôn. Đấy, đấy. Uấy, con kia có hả? Kiếm bất tử chứ không, qua đấy là cũng lên bảng với mình đấy. Đấy, cứ đứng, kể cả yếu máu cũng không sợ, mình cứ đứng từ đằng sau mình cấu rỉa thôi. Trừ khi con nào có chiêu thức có thể thâm nhập được vào phía sau thì có thể là sẽ nguy hiểm. Chứ còn ngoài ra nếu mà những cái con ít cơ động hoặc là không có tính cơ động ấy thì Võ Thức Thiên hoàn toàn không sợ đâu nha. Áp đảo đến đường cùng từng sợi tơ kẽ tóc như này rồi. Rồi, ok, và video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên like và cùng đón chờ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye.